Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợn nha các bạn. Thì hôm nay mình trả lời một thắc mắc của bạn Long Trần. Bạn ấy hỏi về toán có lờ văn. Thì các bạn nhớ khi gặp toán có lờ văn, các bạn nhớ tóm tắt lợn, tóm tắt, được chưa? Thì hình vuông này có cạnh, cạnh là 8 cm, tính chu vi, chu vi chấm hỏi cm, tính diện tích, diện tích chấm hỏi cm vuông. Thì ở đây các bạn cần nhớ đến hai cái công thức, đó là liên quan về chu vi hình vuông, viết tắt nha, sẽ bằng cạnh nhân 4 hay là 4 nhân cạnh cũng được, được chưa? Công thức thứ hai đó là diện tích, diện tích hình vuông sẽ bằng cạnh nhân nhân cạnh. Vậy để tính chu vi cũng như diện tích, các bạn phải có cạnh, cạnh. Vậy có cạnh chưa? Rồi, vậy các bạn chỉ cần giải và thế chu vi hình vuông là, ta lấy cạnh là 8 nhân 4 bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợn. Tương tự diện tích, diện tích hình vuông là, diện tích hình hình vuông là, ta lấy cạnh nhân cạnh bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lợn. Rồi các bạn nhớ đáp, đáp số ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, bạn cố gắng comment giúp lợn để lợn khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.